Hi, xin chào mọi người đến với video tiếp theo của kênh Kiếm Tiền. Và trong video này thì mình lại chia sẻ cho các bạn một trang web mới cho các bạn đi đào, nó có miễn phí các bạn nhé. Còn trong màn hình này là một cái trang cũ các bạn nhé. Trang này thì mình chia sẻ cho các bạn cách đây là 5 tháng hoặc là 6 tháng trước nhé. Hiện tại thì bản thân mình không rút được tiền thành công nữa nhé. Và lúc đó thì mình chia sẻ cho các bạn thì mình đã thử và mình rút tiền là 4 lần đều thành công nhé. Đây, mình rút lần đầu tiên là 51, 52 và 54, 56 đó coi nhá. Điều đã nhận được đó coi nhá. Đây mình sẽ đi vào cho các bạn xem lịch sử mà mình đã nhận đó coi nhá. Đây. Ok chưa, mình đã nhận đó coi nhá. Còn hiện tại thì mình rút một cái lệnh là 72 đó coi thì nó không thanh toán cho mình nhá. Tức là cái trang này hiện tại nó không cho các bạn rút tiền rồi nhá. Và mình cũng không biết là có bạn nào rút tiền thành công hay không, nhưng mà hiện tại thì mình không rút được thành công nhá. Số dư của mình hiện tại đang có là 807 đó coi mà mình không thể rút được nhá. Bây giờ thì mình nhấn vào rút thì nó sẽ báo là mình đang có một yêu cầu xử lý rút tiền chưa thành công nhá. Đấy, cái yêu cầu này thì mình rút khá là lâu rồi nhưng mà nó không thanh toán cho mình nhá. Còn những cái lệnh, 4 cái lệnh đầu tiên mà mình rút thì nó đều thanh toán cho mình nhá các bạn. Và cái video mà mình chia sẻ cho các bạn là cái trang này thì mình cũng không nhớ là video nào luôn. Đấy, mình đã chia sẻ cho các bạn khá là lâu rồi nhá. Khá là lâu đối với trang này rồi. Bạn nào mà mới tham gia, bạn nào mà mới biết đến kênh của mình thì có lẽ là các bạn sẽ không biết đến trang này. Còn nếu như bạn nào mà theo dõi mình lâu thì trang này chắc chắn các bạn đã tham gia rồi nhá. Rồi, còn bây giờ thì mình sẽ đi vào trang mới ngày hôm nay nhá. Ok, đây chỉ là trang web mới các bạn nhá. Đối với trang này thì nó có cả ở trên Google Play các bạn nhá. Các bạn có thể là kích vào ở trên Google Play để các bạn tải con app này về nhé. Để các bạn hoạt động cho nó đơn giản nhé. Mình đã tải thành công và mình đã hoạt động ở trên app này cũng ok nhé. Khá là ok luôn. Tương tự như ở trên web thôi. Nhưng mà mình cũng khuyên các bạn là không cần tải app của nó nhé. Bạn nào mà thích tải thì tải, còn không thì thôi nhé. Các bạn mà không muốn tải thì các bạn cứ hoạt động trang web như mình nhé. Đây. Ok chưa ạ? Rồi thì cái con này nó tương tự như cái trang mà mình đã chia sẻ cho các bạn cách đây là vài tháng trước nhá. Nó tương tự 100% nhá. Giống nhau in hệt luôn. Đấy. Còn cái trang ngày hôm nay thì mình thấy là chắc chắn là nó sẽ là một cái trang đi đường dài các bạn nhá. Nó có cả phần đầu tư nhưng mà về phần trăm của nó cực kỳ là thâm luôn. Đấy. Và cái này thì mình cũng không khuyên các bạn đầu tư nhá. Bạn nào mà đầu tư được thì đầu tư, còn không thì thôi nhá. Đây. Về những danh mục đầu tư của nó đây nhá, nó hiện cho các bạn rồi. Từ 1% cho đến là 20% nhá. Nhưng mà 20% là đầu tư 50.000 50.000 đó quay vào, các bạn mới có tiền lãi là 50%. Còn các bạn mà đầu tư là 1.000 cho đến là 3.000 chẳng hạn thì các bạn sẽ nhận được là 1% mỗi ngày tiền lãi thôi. Đó, cực kỳ là thấp nhá. Còn bạn nào mà không đầu tư chơi miễn phí thì nó sẽ miễn phí cho các bạn là 6 MH trên giây nhá. 6 MH trên giây để khai thác tự động nhá. Còn mỗi ngày các bạn sẽ khai thác được là bao nhiêu Dogecoin đây, nó sẽ hiện sẵn cho các bạn nhé. Còn nếu như bạn nào mà đầu tư thì nó sẽ có thêm là GH trên dây. Còn nếu như bạn nào mà không có thêm GH trên dây được thì nó sẽ hiện tương tự như của mình nhé. Mỗi ngày là các bạn sẽ khai thác được là 0.45 Dogecoin và 3.12 Dogecoin một tuần này, 13.37 Dogecoin một tháng này. Đó là 3 tháng thì các bạn sẽ khai thác được là 40 Dogecoin nhé. Còn đối với trang này thì nó chỉ hỗ trợ cho các bạn miễn phí là 6 tháng thôi nha. Chứ nhiều bạn không hiểu thì các bạn là bảo là tại sao cái trang này của mình đã hoạt động được 6 tháng và mình rút một lần rồi nhưng mà nó không thể rút được. Đấy, mình nhắc lại nha, nó chỉ hỗ trợ cho các bạn là 6 tháng thôi. Đó, nó chỉ chạy cho các bạn là 6 tháng thôi nhá. Còn đến tháng thứ 7 là nó sẽ không cho các bạn chạy nữa nha. Cho nên bạn nào mà muốn tham gia, muốn thử may mắn thì các bạn hãy tham gia sớm cho mình nhá. Còn GH trên dây của các bạn đây, các bạn thử xem cho mình nhé. Nếu như bạn nào mà đầu tư thì ở đây nó sẽ có sẵn cho các bạn là các bạn gửi Dogecoin vào nhé. Đây, các bạn chỉ cần là sao chép địa chỉ ví Dogecoin của họ này hoặc là quét QR nhé. Và mình gửi tối thiểu của nó là 100 Dogecoin nhé. Các bạn đầu tư nhỏ hơn 100 Dogecoin thì nó sẽ không ghi cho các bạn nhé. Coi như là các bạn gửi sai địa chỉ ví hoặc là các bạn mất Dogecoin đấy nhé. Ok, thì về min rút của nó thì là 50 đó coi nhá, ba gạch này các bạn sẽ đi vào cho mình mùng rút này. Rồi thì nó sẽ hiện được cho các bạn là số dư này và số đó coi đã gửi vào, số đó coi đã được thanh toán nhá. Còn ví rút tiền này,
và min rút tối thiểu của nó là 50 đó coi nha. Coi hiện tại số dư của mình này, có thể rút này. Và nếu như bạn nào mà chưa thêm địa chỉ ví đó coi rút tiền của các bạn thì các bạn có thể là thêm vào cho mình nhá. Còn nếu như bạn nào mà hiện tại các bạn không thêm cũng được, đợi đủ min rút các bạn mới thêm cũng được nhá. Và các bạn thêm xong thì ở đây các bạn có thể là nhập số đó coi các bạn muốn rút này. Giả sử nó là 50, mình có hơn thì mình sẽ nhập là 100 chẳng hạn. Mình sẽ nhấn vào mục yêu cầu thanh toán nhé. Và sau đó thì các bạn sẽ chờ đợi nó hiện là thành công nhé. Còn nếu như bạn nào mà muốn thêm địa chỉ ví khác ấy, các bạn cũng có thể là thay đổi được địa chỉ ví của các bạn nhé. Các bạn có thể vào trực tiếp ở đây này, nó sẽ hiện cho các bạn là muốn thay đổi địa chỉ ví của bạn hay không. Hoặc là ở trên cùng này nhé, có là hình ảnh đại diện, các bạn sẽ kích vào. Các bạn sẽ đi vào cho mình là mục cài đặt tài khoản nhé. Rồi thì sau đó nó sẽ hiện cho các bạn là địa chỉ ví đã qua nhé. Các bạn chỉ cần là sao chép địa chỉ ví đã qua của các bạn dán vào thôi. Sau đó là tích kiệm cho mình nhé. Thì mình nhắc lại nhé, chỉ cần là địa chỉ ví đã qua thôi. Chứ nhiều bạn không hiểu là bạn là địa chỉ ví đã qua sàn này sàn kia thì mình không thể trả lời được hết các bạn nhé. Mình chỉ trả lời một câu ngắn gọn là chỉ cần là địa chỉ ví đã qua thôi, các bạn sẽ rút được tiền nhé. Nếu như mà trang này nó uy tín nhé. Ok, còn bây giờ tiếp theo này, thì về mục giao diện giao dịch này thì nó sẽ hiện được cho các bạn là lịch sử gửi tiền và lịch sử rút tiền nhé. Còn tiếp theo các bạn sẽ có được là mục là tiền gửi thì thôi đi nhá. Mình sẽ đi vào tiếp cho các bạn là mục giới thiệu này. Rồi thì ở cái phần giới thiệu này thì các bạn cũng nên copy đường link đi giới thiệu nhé. Ở đây nó hiện sẵn cho các bạn nhá. Các bạn giới thiệu được là một bạn đăng ký qua đường link của các bạn thì các bạn sẽ nhận được là một MH trên dây nhá. Một MH trên dây để khách hàng đó coi miễn phí các bạn nhá. Và nếu như mà cấp dưới của các bạn đầu tư đó coi vào thì các bạn cũng sẽ được nhận thêm là 5% các bạn nhá. Đó, 5% số đó coi mà cấp dưới của các bạn gửi vào nhá. Rồi thì ở trang này thì nó cũng cực kỳ là đơn giản như vậy thôi, các bạn tự đăng ký để các bạn khai thác từ đầu xem nhá. May mắn thì nó tương tự như cái trang cũ của nó thì các bạn có thể là đủ min rút nhá. Thì ở cái trang cũ thì mình chơi miễn phí mình đã rút được là 4 lần, còn lần thứ 5 thì mình rút nó không thanh toán cho mình nhá. Hiện tại thì có gần 1.000 đó coi nhưng mà không thể rút được, rất là buồn luôn. Ok, trang này thì mình cũng hy vọng là nó tương tự như trang cũ nhá. Còn bạn nào mà không tin được thì thôi, bạn nào mà tin thì cứ thử may mắn nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản nha. Rồi sau khi các bạn kích vào link ở phần mô tả của video thì nó sẽ hiện cho các bạn một phần đăng ký tài khoản như này nhá. Ở cái phần đầu tiên thì các bạn sẽ điền cho mình là tên của các bạn này, họ của các bạn này, sau đó là địa chỉ email nha. Địa chỉ email xong là mật khẩu này, có lại mật khẩu này. Tiếp theo tôi có phải là người máy này. Sau đó là đăng ký cho mình nhá. Rồi thì sau khi các bạn đăng ký xong thì nó sẽ hiện tiếp tục cho các bạn một cái phần như này để các bạn sẽ kích vào cho mình là Tele nhá. Các bạn sẽ kích vào Tele để các bạn nhận nhận cái mã của nó nhá. Nó sẽ gửi mã về ở trong Tele của các bạn nhá. Các bạn sẽ kích vào cái mục là Tele bot này. Và đối với trang này thì các bạn phải có kênh Tele nhá. Nếu như bạn nào mà không có thì các bạn có thể là tạo mới cho mình nhá. Rồi ở đây thì các bạn sẽ nhấn vào bắt đầu cho mình nhá. Ok, tiếp theo thì các bạn sẽ chờ đợi một chút nhá. À, ở đây thì các bạn sẽ copy cái mã này cho mình nhá. Đây, các bạn sẽ copy cái mã này cho mình nhá. Các bạn copy xong thì các bạn sẽ quay trở lại trang web nhá. Rồi các bạn sẽ dán vào cho mình nhá. Tiếp theo các bạn sẽ đi vào cho mình là gửi nhá. Rồi như vậy là nó hiện là đã xác minh cái tài khoản này của các bạn thành công nhá. Và các bạn xác minh cái tài khoản này thành công xong thì các bạn sẽ đăng nhập tài khoản của các bạn vào nhá. Rồi thì tiếp tục các bạn đăng nhập tài khoản thì nó là gửi tiếp cho các bạn 4 chữ số về ở trong cái Tele của các bạn nhá. Đây, các bạn sẽ lại quay trở lại cho mình nhá. Các bạn sẽ sao chép số chữ số này, các bạn sẽ lại quay trở lại cho mình. Các bạn sẽ lại dán vào để các bạn đăng nhập tài khoản của các bạn nhá. Cái vừa nãy là các bạn xác minh tài khoản, còn lần này là các bạn đăng nhập nhá. Đây, các bạn sẽ đăng nhập tiếp cho mình, gửi này. Rồi như vậy là các bạn đã đăng nhập tài khoản các bạn thành công nhá. Lần đầu tiên thì nó yêu cầu các bạn xác minh Tele của các bạn này, và lần thứ hai là nó lại yêu cầu tiếp cho các bạn là nhập số chữ số vào để các bạn đăng nhập nhá. Cứ mỗi lần các bạn đăng nhập vào thì nó bắt buộc các bạn phải xác minh số chữ số qua Tele của các bạn nhá. Cho nên bạn nào mà không có Tele thì các bạn không tham gia được dự án này nhá. Ok chưa? Rồi,
Bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Bạn nào mà cảm thấy video này có giá trị cho các bạn thì các bạn đừng quên để lại cho mình một like và một lần đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất chi là.